anh ơi em đã từng dùng thuốc tăng cân và bây giờ không dùng nữa em bị đau dạ dày và tụt mất 5 ký giờ ảnh kết nào giúp em lấy lại sức khỏe và cân nặng không ạ à? trả lời luôn nha lấy lại sức khỏe được hay không được có tăng ký được hay không được nhưng mà quan trọng các bạn có áp dụng đúng cách hay không có một cái sai lầm rất phổ biến của các bạn đó là đang bị bệnh đang bị những cái vấn đề về đường tiêu hóa mà đi suốt ngày đi kiếm những cái thuốc tăng cân uống cái chuyện mà các bạn vừa trị được bệnh mà vừa tăng được ký á nó hôn đường lắm các bạn nó không thể xảy ra các bạn cứ thử tưởng tượng là các bạn đang bị bệnh nha mà bắt các bạn ra kia các bạn làm việc âm 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 các bạn có khỏe lại không không các bạn nghĩ luôn chứ sao khỏe được thì cái bao tử mình nó cũng vậy các bạn nó đang bệnh nó đang loét nó đang mệt mà các bạn bắt nó tiêu hóa một đống thức ăn để mà tăng ký Hôn đường các bạn nha các bạn uống những thuốc tăng cân vô thì nó càng làm cho vết loét đó nó càng sâu thêm và thậm chí là có thể bị thủng luôn nên là phải trị bệnh trước rồi mới tăng được ký và cái lời khuyên của mình nhìn cho các bạn khi mà trị cái bệnh này á đó là đừng đừng trị theo cái phương pháp tây y nha nó có thể giúp các bạn giải thoát được trong một thời gian ngắn nhưng mà sau đó bệnh nó tiếp tục nó quay trở lại và nó thành một cái bệnh mạng tính luôn đó tức là càng ngày nó càng khó trị đấy mình đã có làm một cái series về cái bệnh bao tử này rồi cái bệnh dạ dày rồi các bạn kích vô cái danh mục dạ dày á các bạn coi mình nói rất chi tiết về từ nguyên nhân cho đến cách trị luôn đó và có những cách tốn tiền và những cách không có tốn tiền đâu yên tâm đi nha giàu nghèo gì chơi cũng được hết phải hết bệnh trước rồi mới tăng nhiêu ký thì tăng nha đừng có đi sai hướng minh trí đồng hành cùng bạn tên cân an lành